Hả? Ồ, nè. Chưa nhậu mà có camera giám sát thì sao dám nhậu? Chưa chưa có một cái cục nhậu nào cũng dễ như vậy. Chết mẹ rồi. Bị kia gãy nữa hả? Cái góc này nè, nó còn có cái đó nó lát nó còn rớt gì nào vậy? Nó còn ngã về đây đúng không? Tubi. Đó, hai cái chéo nhau rồi. Sao đi du lịch rồi? Tôi mới đi không biết gì. À, bữa trước nói là cho con đi nghe là sướng quá à. Cho mấy khăn luôn. Quá sướng. Đi sớm trang vậy đi ăn trộm. Ờ đi chơi mà đi sớm vậy. Đi để kịp 6 giờ ra ngoài đó lên bãi cát á. Ở bên mình à? Không phải. Đi chơi bãi cát nắng quá đâu lên nữa. Ủa 3 giờ đây mà chạy ra 6 giờ tới đến nơi hả? Không được 6 giờ tới. Chút dữ vậy. Gớm vậy. 4 tiếng ít nhất. Đâu bây giờ có 2 tiếng rưỡi đi tới đó anh. Hai tiếng rưỡi là đi cơ tốc hoàn toàn hả? Cơ tốc hoàn toàn. Tay lái cũng giữ á. Hai tiếng rưỡi. Đây đó là nhiều cây ta? 230 cây. 230 cây là đi đường cao tốc đúng không? Còn đường quốc lộ 1 là nhiều. Đúng tầm đó. Đi đường nhanh á. Nó đó, thu phí chưa ta? Chưa. Chưa thu phí thì đi, cứ đi. Đẹp lắm, nghe nói được. Bữa nào mình cũng nhưng mà bữa nay vẫn vẫn luôn. Nhưng mà thứ bảy nhật so không? Với cái cao tốc về miền Tây này thì nó ít hơn chứ. Vắng hơn nhiều. Vắng hơn nhiều. Tại vì thực tế là bây giờ xe tải là người ta vẫn đi đường quốc lộ. Đúng rồi. Đây nó thu phí chứ cái đoạn mà Long Thành Dầu Dây nó vẫn thu phí hả? Đúng rồi. Đường nó chạy qua một đoạn Long Thành Dầu Dây nè. Mình bị gút đau quá. Gút anh? Gút đau hồi bữa giờ. Gút để em xin để kêu món nào mà hôm dựng cột chứ giờ đi đâu được đâu, hôm nay đi dắt được. Bữa đi đâu được. Dựng cột con Khiêm nó ủa sao anh bị gì nó. Để tí cho bà chị ra kêu món nào mà. Vậy muốn nhảy TikTok được không? Muốn nhảy TikTok được mà. Hết rồi. Không nhảy được đau quá, nè nó sưng. Sưng đau lắm đại ơi. Này làm gì? Bít hả? Còn cái pin. À, pin hả? Máy ngồi dậu mà có camera theo dõi vậy sao nhập sao yên. Yên tâm đi không sao đâu. Cái này là mình giấu tên giấu nghề luôn. Không ai biết. Bữa sau lên TikTok lên YouTube thấy cái mẹ. Là TikTok 1.5 triệu còn Facebook là gì? Ơ giờ YouTube là nhiêu? YouTube chưa, YouTube là mình bán video thôi. Video à? À, cứ một tiếng là chị ủa? cho hỏi có món nào mà không gút ăn được á chị? Biết gút ăn vậy em đâu có rành đâu. Món, có heo hay là không không đây có heo. Heo đâu hải sản. Hải sản thôi. Ngoài ra còn cái gì nữa ta? Gà. Cá. Gà được cá. Cá ăn cá ngát. Cá. Cá nướng đi. Ừ, cá gì nữa? Cái đầu với cái đuôi thì mình nấu đậu với mình thì nướng. Rồi ok. Cái gì cá. Cá lăng, cá ngát. Ông ăn cái gì? Quá rồi. Cá lăng ngát hả? Ừ. Cá ngát thì ngát hơn đúng không? Dạ. Con cá ngát. À, cá là số 1 con đó. Con đó vừa đó. Cái có con cái hai. Có 3 người đó. Cái hai cái ba. Ừ, con nhỏ nè. Ủa cái video mà cũng bán được à? Mình bán cho người ta để người ta view kênh lên. Tăng cái số lượng xem. Nếu mà mình bán video được nhiêu tiền? Cứ một tiếng vậy là nó lấy tôi 20.000 một video một tiếng. Dạ. 10 cái 200. Nhưng mà nó phải
mình phải làm theo chủ đề của nó yêu cầu đúng không? Chẳng có chủ đề gì, chỉ có mình thôi, phải thấy mặt mình vậy thôi hết. Tức là có người á, ý là vậy. Chứ đừng có là video. Cái của mình là sự lượm lạt ở đâu đúng không? À, nó có mấy điều cấm kỵ. Thứ nhất là không có lồng nhạc. Mà lồng nhạc thì bị bản quyền lắm. Thứ hai nữa là cái không có trẻ em. Cái này YouTube. Thứ ba là không có máu me. Thứ bốn không có chữ thề. Thứ năm không có trẻ em. Cái này YouTube nó shit ghê lắm. Ngày xưa cái này là, nếu mà anh làm tiền cái gì cũng có mà. Trên trẻ em là nó shop, shop mình được. Bữa nay nó làm YouTuber làm gì phiền quá. Phải shit bớt đúng không? Nó có câu view nè, cái này để nó câu view lên nè. Ừ, đó cơ. Nó ý rồi. Không, không còn thấy không? Quán rồi. Cô này là bán nó phải tiền review nha. Con là YouTuber nè. Bán nó phải chu tiền quảng cáo cô, quán cô sẽ được lên YouTuber thôi. Vô, vô, cái đã. Rồi, hai người thôi tắm hết. Hỏi mấy em biết trầu á, làm gì đây nè, cũng hút rồi, nấu uống ha là không gì đó. Có người nói uống lá vối. Không, lá phối không bằng lá trầu. Có người uống lá trí tô. Lá trầu á, trầu thấy hay lắm. Người uống nước dừa. Không mà tôm, tôm gút ăn tôm được mà. Ừ, gút lá đi. Trời ơi, mình còn trẻ mà chứ giờ sao giờ. Xong phim là kiên cử hoài cũng vậy nè. Cũng vậy à. Chơi là chơi thôi. Chơi là chơi. Thấy chơi là chơi. Bây giờ có thể uống được rồi. Dạ. Không sợ đâu cô. Không, đừng nhậu bia. Bia là dễ dính. Cho nó đứng đi nhé. Bia là dính. Bữa này như hơi bản hầm con. Cái này chưa khách chưa tới. Khách đặt rồi chưa tới, còn cái chiếc bàn này thôi à. Đây nha. Nhiêu đặt hết rồi. Dù vậy là may á, mình vô may còn được hai bàn. Đặt rồi còn nó khách rồi chứ, chứ là mặt mẻ bò luôn. Nó này đông lắm. Này, nhưng mà tính ra mình có cảm giác như cái bàn này là VIP nhất nè, phải không? À. Đấy, ngồi ngoài là sướng. Sướng, đó là ngoài. Độc lập. Mà chứ không em còn ngồi ngoài kia kìa. Mày hết bàn ngồi ngoài kia nữa. Hết bàn thì mày ngồi ngoài đó luôn á. Hết bàn mà chẳng ngồi vậy thôi. Cứ ngồi dung lên chứ nguyên thật mà. Hồi đó nó đâu có cái dù che đâu. Ngồi chút xíu, nhảy qua chỗ khác, ngồi chút xíu, nhảy qua chứ. Cho nắng tới đây là do. Dạ. Có cần phải giới thiệu gì không? Dùng đi nha, tự nhiên nha. Đó, tự nhiên. Không phải gì. Phải lường lường. Biết anh Hiển bị gút thì nãy chạy qua quán mẹt chính định đó. Đó là mẹo. Ngồi đây cho nó. Nó mát không? Đây chứ, đợi nó hữu tình. Hữu tình, nó kẹt, nó hữu tình. Em thích cái này hình thuần quạch chính định. Dù cả chính định nó hơi buồn. Buồn. Đây là cũng trà tí tô đây. Cái sao này có bị giống giống đây. Ấm ấm rồi. Không, tôi gút là tùy người nha, không phải ấm mập. Đúng rồi, do cái cơ địa. Cái đó nó gọi là gì ta? Không có. Ví dụ mà lên máu rồi thường thường đa số mấy người mập mới bị. Cái khác. Chuyện thứ bảy chủ nhật mấy đứa con gái chở ông và vợ đi tổ chức sinh nhật. Dạ. Nhật Yết á. À. Qua chưa hay là rồi? À chưa. Đúng ngày đó là thứ bảy nhật từ rồi nè. À từ rồi hả? Để là đi là nguyên cả gia đình lớn gia đình, hả? Gia đình. Đi hai chiếc xe 7 chỗ. Ba gia đình. Đi ông bà vậy. Phụ anh không đi chiếc 4 chỗ à? Không, lấy chiếc 7 chỗ. Là nhà anh 2 chiếc luôn hả? Không, nhà con cùng treo. Chiếc 4 chỗ nó không cho mình đi. Sao vậy? Nó bắt mình lái chiếc 7 chỗ. Tướng phước vậy mà nó đi bốn chỗ nữa thì nó lại dư hả? Dư người, nó quên thiếu tài. Thiếu tài. Vợ nó có lái được nhưng mà nó nhà nó hai chiếc. À. Nhà cục treo hai chiếc. Dư hả? Treo ấy mà. Bảy chỗ chứ gì? Hả? Bảy chỗ gì? Chiếc Santa Fe, chiếc KN Sinto gì đó. Dia chứ? Dia nhưng mà nó bây giờ nó đổi KN rồi.
đó hiểu rồi, không có những là kia đó.